Xin chào các bạn. Ở những cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt một số cái công cụ như là Node.js, Java GDK, Android Studio và tạo những cái device ảo, những cái phone ảo trên Android. Ở cái bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt Appium Desktop Inspector. Mục đích của cái Appium Inspector này là để tìm những cái element, tìm những cái locator trong cái application của mình trên cái phone. Thì để cài đặt các bạn truy cập vào link mình đã gửi ở đây, mình sẽ để dưới comment của YouTube. Trên máy Mac thì mình sẽ download cái thằng Appium Inspector 2021. Ở thời điểm này nó đang ở version 2021.12.2 DMJ. Các bạn click và download. Sau khi các bạn download successful thì các bạn click vào đây, nó sẽ ra cho các bạn. Rồi, sắp download xong rồi, mình click cho các bạn xem rồi. Sau khi download xong, các bạn click open và nó mở ra cho các bạn hộp thoại. Các bạn drag and drop vào cái application. Ở trên máy của mình hiện tại mình đã cài đặt Appium Inspector rồi, cho nên mình không kéo vô đây nữa. Thì ở trên máy của mình chỉ cần mở cái folder application và kiếm cái app. Và kiếm cái app Appium Inspector double list. Rồi hiện tại nó đã mở lên cho mình cái giao diện của Appium Desktop Inspector. Remote host các bạn để mặc định, remote port các bạn để 4724 và remote path các bạn để cho mình là dấu sếp. Rồi, khi mình start cái section ở phía bên tay phải bên dưới, nó sẽ kết nối với phone của mình qua cái port 4724 trên local. Và ở đây mình sẽ show cho các bạn một số cái setup mình đã cài đặt sẵn trên máy của mình cho những cái thiết bị ảo Android Nexus và iPhone 12 Pro. Mình sẽ nói đến chi tiết của những cái phần này cho các bạn ở những bài tiếp theo. Ở phần này mình chỉ muốn các bạn cài đặt thành công Appium Desktop Inspector.